quay tầm độ 3 phút em nhé. À 2 phút em ạ. Xin chào các bạn. Đây là Rio Tattoo Studio. Hiện tại mình đang xăm chân tóc cho anh Việt Kiều người Đan Mạch. Thường người tạo chân tóc 3D này làm chỉ nhẹ thôi, sắc độ thấp thôi cho nó giống, bởi vì vốn dĩ chân tóc nó không phải là màu đen và mình phải mix mực nó ra sắc độ nó tương đối là nhạt mà nó vẫn tạo được cái chiều sâu của chân tóc. Khi bong ra thì nó sẽ giống như tóc thật. Khi mà xăm chân tóc này thì các bạn chỉ dùng các máy dòng máy rotary cho nó chạy một cách nó chậm nhất. Không nên dùng các máy coil bởi vì các dòng máy coil nó sẽ gây ra cái độ sát thương nó hơi cao và nó tạo cái chân nó không được tự nhiên. Hiện tại Rio Tattoo hoạt động về xăm hình, đào tạo về xăm hình và xóa xăm không sẹo. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ 0985 902 857, website xamdepnhat.com. Thank you.